Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mình là Lộc Suzuki. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục Minecraft kỵ sĩ rồng nha. Nhưng trước khi bắt đầu thì mình muốn thông báo với các bạn một chuyện là sau khi update cái bản mod lên á, thì mình không thể nào vào lại cái thế giới cũ nữa. Mình đã thử nhiều lần cũng như là với nhiều cách rồi nhưng mà vẫn không vào được các bạn ơi. Thành ra mình đành phải tạo lại một cái thế giới mới thôi. Và sau này mình sẽ rút kinh nghiệm là mình sẽ không bao giờ update cái bản mod lên thêm một lần nào nữa đâu. Để không thôi không vào lại được nữa thì toan á. Và mới vào thì mình đã tìm thấy cái chỗ chứa trứng rồng Ether rồi nè. Bây giờ mình sẽ lấy gỗ trước đi, cũng như là tìm cừu ấy, rồi sau đó thì mình sẽ đi lên trên và lấy cái quả trứng rồng Ether xuống nha. Mình sẽ ấp quả trứng rồng Ether giống như là lúc trước vậy đó. Sau đó thì sẽ tiếp tục là rồng nước nè. Và những con rồng tiếp theo thì các bạn muốn ấp trứng rồng gì á thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Rồi giờ thì mình sẽ lấy hết cái cây này trước như đây thôi. Sau đó thì mình sẽ đổi ra một ít cái ván gỗ này. Kế tiếp sẽ craft các bạn crafting một ít que và làm một cái cây cây cúp này, cũng như là một cây rìu để chặt cây nhanh hơn. Rồi sau đó thì mình sẽ lấy đá cũng như là tìm mấy bé cừu nha, để mình có thể làm một cái giường sớm mới được, để không thôi là không có qua đêm được đâu á. Rồi giờ thì tìm cừu gấp nào. Và đây cũng có rất là nhiều cái chỗ có trứng rồng luôn. Thích nha. Vậy là gần biển á thì sẽ dễ gặp trứng rồng hơn á các bạn. Và bên đây, bên đây có cừu nè. Gì, có cừu rồi. No. Ui, bé sói bằng thịt cừu rồi. Thôi kệ, không sao. Để sau này mình bắt mấy bé sói đó về nuôi cũng được. Nhưng mà mình mình không cần giết cừu, cũng có lông cừu nữa nè. Wow. Rồi giờ thì mình sẽ lấy thêm ít gỗ đi, rồi mình sẽ làm một cái thuyền á, rồi ra mấy cái đó để lấy đồ cũng như là lấy trứng rồng nha. Chắc giờ làm cái thuyền luôn đi. Đổi ra bán gỗ nè. Làm một cái giường, kế tiếp là một cái thuyền như thế này. Rồi có giường rồi đó. Hết sợ ban đêm mà phải thức đêm rồi. Rồi giờ đi ra ngoài thôi. Và ở đây là gần vùng đầm lầy nữa chứ. Vậy là mình có thể săn slime vào những đêm mà slime xuất hiện ấy. Wow, thích cực. Rồi giờ thì mình sẽ đi ra ngoài nha. Ở đây là vùng đầm lầy, thành ra nó có mấy cái lá súng này. Mình sẽ lấy cái này đi, cái này gần nhất nè. Đó. Và đừng xa xa kia còn nữa kìa. Nhiều lắm các bạn ơi. Ui, con cá gì kìa. Cá ngựa hay gì kìa. Ô, cá ngựa hay gì kìa các bạn. Ủa sao thuyền mình chìm ngõm rồi. Ủa cái thuyền mình nó chìm ngõm đó nè. Ủa con cá ngựa nó làm thuyền mình chìm hay sao á. Nè. Ủa mình có quýnh mày không vậy. Đừng quýnh nha. Ui đừng quýnh nha. Quýnh hút mình xuống á các bạn ơi. Ô con này là con cá ngựa hay sao nè. Ui con gì vậy. Đi tình á, sao lại lấy đây. Tao lên bờ. Thôi nó dí mình là toan á. Đừng có dí. Trời ơi. Muốn lấy trứng rồng không được. Thôi lấy cái này không được thì đi chỗ khác lấy. Nó canh mình lại lấy trứng rồng là quốc mình á. Ui đằng kia có mấy này tiếng cá giả mạo nữa kìa. Giả mạo hả, lần này mình bắt bài được rồi. Để khi nào mình có kiếm xịn một xíu ấy, mới có giáp ổn rồi mình sẽ đi lại đằng kia ấy, tiêu diệt cái nàng tiên cá giả mạo đó nha. Hôm bữa dám lừa mình. Rồi giờ thì mình sẽ leo lên đây nè, để lấy quả trứng rồng cũng như là lấy một vài cái rương trong đây luôn. Ở đây có mấy cái khói thạch anh nè. Chui vô. Nước nó chảy xiết quá. Ui, cố lên. Rồi lên được rồi. Coi. Wow, có táo nè. Táo và cái lọ thuốc này để chế tạo một vài món đồ để bay thôi. Than nè, có xương cũng cần thiết á. Rồi lấy thuốc súng luôn. Mình sẽ lấy luôn cái rương đi, để có gì mình còn đựng đồ nữa. Đây, lấy hết. Giờ đoạn đầu nói chung mình gặp là mình lấy hết á. Có yên cưỡi nè, vậy là mình có thể cưỡi được bé rồng sau khi mà bé rồng mà trưởng thành á. Rồi lấy hết về. Và sau đó thì mình sẽ đi lên trên tuốt trên kia luôn á. Giờ mình không có block để đi lên nữa. Đào mấy cái khói thạch anh này đi.
đó, dùng cúp đào mấy cái khối thạch anh này ra. Tạm thời chắc mình sẽ lấy một cái trứng rồng ether thôi các bạn ơi. Rồi sau khi mình có những cái thứ mà giúp mình di chuyển nhanh hơn hoặc là bay được ấy, thì mình sẽ qua đây để lấy hết mấy cái trứng này về rồi up dần dần nhá. Chứ giờ thì mình lấy hết chắc không kịp đâu, mình còn phải tìm chỗ để định cư nữa. Giờ mình muốn sống riêng luôn, không phải sống chung với mấy anh nhân làng như lúc trước nữa ấy. Rồi đi lên trên nè, nhảy qua đây đó. Ô, rồng ether nè. Wow, rồng ether như có một chút thay đổi nè các bạn ơi. Nhìn nó đẹp hơn nè. Wow, đúng là sau khi update có khác á. Rồi trong đây có táo vàng và xương tiếp, mình sẽ lấy hết luôn. Đó, lấy hết về, lấy hết về. Rồi, dây có trứng rồng rồi. Giờ chắc đi về hả ta? Ôi làm sao đây, làm à, mình sẽ làm dấu đi. Cái này mình lấy rồi đúng không? Mình sẽ làm dấu bằng một cái trụ bằng ván gỗ phân sam như vậy nè. Đó, để sau này mình bay lại mình khỏi ghé qua bên đây. À, bây giờ mình sẽ đi về hướng bên đây để trở lại cái chỗ mình spawn ra nhá. Úi trời ơi. Nhảy xuống cái muốn tới đáy cái biển này luôn á. Rồi lấy cái thuyền ra. Ủa cái thuyền đâu rồi? À, cái thuyền mình để bên đây. Xém như là quên cái thuyền rồi. Và trên kia còn rất là nhiều mấy cái emerald kìa. Đó, để từ từ mình có cánh hoặc là có thảm bay á, mình sẽ bay lại đây để lấy hết mấy quả trứng nha. Rồi giờ thì tìm nơi. Ui ui. Ui đừng, có cái thuyền của tôi. Ui. Ui thôi xong rồi. Ở đây có cái gì nó hút mình xuống á, cái thuyền mình nó bị hút xuống hoài luôn, mình cũng bị nữa. Ui đừng làm mình sợ nha. Rồi xong luôn. Rồi ok, chắc bây giờ mình sẽ lội vào trong bờ nha các bạn. Giờ không có xuồng để đi vào trong rồi. Thì thành con gì nó hút mình xuống á. Hẹn gặp lại các bạn khi mình lội vào bờ nha. Sau một lúc thì mình đã lội vô tới bờ rồi các bạn ơi. Ồ sợ ghê luôn á, bây giờ ngoài biển nó nguy hiểm lắm. Có mấy cái con mà giống như con cá ngựa vậy đó, nhưng mà nó hút mình xuống ngoài à. Giờ mình sẽ lấy một ít cái mía này nè, để mình có thể chế tạo những cái quyển sách nha. Rồi giờ thì mình sẽ tìm một cái chỗ để định cư luôn thôi. Và gần đây nó có một cái ngọn núi tuyết nè. Trên ngọn núi tuyết này sẽ có ngôi làng tuyết á, để từ từ mình lên đó khám phá sau. Giờ thì kiếm chỗ để mình đi mai rồi còn nâng cấp dụng cụ lên nữa, chứ xài mấy cây cúp bình thường này thì không ổn đâu. Ở đây có cừu nữa nè. Rồi trời thì cũng sắp xuống núi rồi. Quá trời cừu là đằng khác. À bây giờ mình sẽ sống gần đây thôi, để mình có thể lấy len cừu dễ hơn ấy. Và chế tạo backpack. Khi có backpack thì mình sẽ chứa được nhiều đồ hơn nè. Và việc vận chuyển đồ thì nó cũng tiện hơn nữa. Và ở đây có cái cây ngộ nè. Cái cây ngộ vậy. Ủa có rương nữa nè. Wow, đánh bạc lùi luôn. Nhữ. Hơn nhữ thì mình sẽ ép vào cần câu á, để mình câu cá, kiếm cá để nuôi mấy bé rồng nha. Lấy xương nè, lấy sắt nè, lấy hạt bí ngô luôn, giáp ngựa luôn, quá trời thứ luôn. Và wow. Ô mình tìm được một quả trứng rồng mới nè. Để coi. Forest rồng rừng. Wow. Có rồng rừng luôn rồi. Ôi được, giờ mình sẽ ngủ dưới gốc cây này đi. Mình sẽ ngủ tạm một đêm nha. Wow, sướng nha. Có được trứng rồng rừng và trứng rồng Arthur rồi các bạn ơi. Wow. Rồi bây giờ mình sẽ tìm một cái chỗ để định cư luôn. Chắc mình sẽ định cư ngay tại đây luôn đi. Ở chỗ đây quá trời cool nè, rất là thích luôn. Được á. Ở đằng kia có một cây nữa kìa. Vậy là những cái cây như vậy á, là sẽ có một cái trứng rồng ở phía dưới gốc á. À còn rương nữa. Thịt zombie, thuốc súng nè, chỉ hạt củ dền, giáp ngựa, thuốc súng, lấy cái rương luôn. Đó, vậy là chắc mình sẽ sống ngay tại đây luôn đi. Và tạm thời thì mình sẽ sử dụng ngay chỗ này á để sống tạm nha. Rồi trong thời gian giữa hai tập mình sẽ cố gắng farm thêm một ít cây cũng như là đá củi á, để mình xây nhà sau. Rồi giờ thì cắt bớt đồ rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi mai và nâng cấp cái dụng cụ lên thôi. Trứng rồng thì cắt tạm một xíu ấp sau. Đó, cắt đĩa nhạc vào, cắt giáp ngựa vào. Trong đây chắc mình không có cưỡi ngựa đâu. Cho giáp ngựa chắc để dành chơi thôi, chứ không có sử dụng đâu các bạn ơi. Giờ mình cần phải đi kiếm đá nè để nấu thức ăn lên nữa. Giờ chưa có nấu được thức ăn nữa nè. Rồi cắt hết vào. Đó, lấy cây cúp với cây rìu ra. Lấy than. Rồi, đi. À đây có hang nè. Có than. Mình sẽ lấy than trước để mình có thể làm đuốc ấy. Lấy than nè, nhưng mà giờ không có gỗ. Giờ phải lấy thêm gỗ nữa. Giờ túng thiếu quá à. Rồi lấy gỗ đây nè. Đổi ra ván gỗ, chế tạo que. Làm thêm một lần nữa. Đó, vậy là mình có thật là nhiều que rồi. Tha hồ mà làm những cây đuốc nha.
Ở đây mình có 16 cây đuốc nè. Rồi, xuống dưới và lấy thêm một ít đá thôi để mình nâng lên cây cúp bằng đá ấy. Đặt bàn chế tạo xuống, làm một cái cây cúp bằng đá nè, làm một cái lò nung. Rồi sau đó xuống dưới nung luôn. Đây, đặt lò nung ở đây và sau đó lấy đá thêm thôi. Đó, tại vì nâng lên cúp đá là mình có thể lấy sắt rồi. Yay, mình cần 4 cục á, tại vì cái bàn hammer đó mình nhớ không lầm là cần 4 cục lần, 4 cục đá. Đây đúng rồi, cần 4 cục đá luôn. Rồi, tiếp theo mình sẽ lấy sắt nha. Đó, 1 quặng, 2 quặng, 3 quặng, 4 quặng và 5 quặng luôn. Yay, 5 quặng vậy là mình có thể làm một cái kéo nè, cũng như là một cái xô rồi. Đó, tạm thời chắc mình sẽ làm cái backpack á, là dạng small thôi để mình chứa tạm ấy. Rồi khi nào mình có nhiều hơn thì mình sẽ nâng lên từ từ á. Rồi, đợi cho nung hết đá đi, rồi mình sẽ cho sắt vào để cho nó nung tiếp nha. Làm một cây rìu bằng đá nè. Đó, chặt cây, chặt cây. Cây này chắc không chặt đâu, mình sẽ sống tạm dưới cái gốc cây này mà. Thành ra mình sẽ chặt cái cây kế bên này đi. Đó. Rồi, không biết cái rương bên kia có cuốn sách gì không nhờ. Tại mình thấy hầu hết trong mấy cái rương này đều có cái sách phù phép ấy các bạn. Giờ mà tìm được cuốn sách sửa chữa là hết sảy luôn. Đó, rồi, lấy ở đây nữa. Sau đó thì mình sẽ làm 4 cái bàn crafting đúng không ta? Chưa, để mình coi lại. Đúng rồi, 4 cái bàn crafting và một cái miếng này. Ồ, miếng đó hơi mắc nha. Cái đầu của hammer hơi mắc á. Giờ mình sẽ làm cái ván này, cần thêm ván gỗ. Rồi, giờ thì làm được cái cây hammer bằng gỗ rồi. Kế tiếp mình sẽ lấy thêm một cái thân gỗ nữa, thân gỗ sồi. Và búp, nó có bàn chế tạo hammer luôn rồi. Giờ thì mình sẽ đặt cái bàn chế tạo hammer ngay tại vị trí này. Sau đó thì mình sẽ đợi cho nó nung mấy cái... Ui, hết than. Lấy than lẻ để không thôi không có cái mà nung nữa. Rồi, lấy than ra. Chắc giờ mình nâng lên hammer bằng sắt luôn không ta? Giờ bằng sắt thì hơi sớm á. Chắc sẽ tạm hammer bằng đá đi. Rồi còn sắt á thì mình sẽ làm rìu nè để chặt cây, để mình còn chế tạo thêm đồ, xây nhà nè. Rồi làm xô cũng như là làm kéo để có thể giúp mình chế tạo thêm những thứ cần thiết nữa. Đây, mình sẽ nung sắt ra thêm nè. Rồi, trong lúc chờ đợi thì mình sẽ khám phá nốt cái hang này. Và ở đây làm gì có băng nữa đây. Ơ, có fairy dust nè. Ồ, được. Cái này thì để làm cánh á. Wow, có khá là nhiều. Để coi được 4 cái luôn. 5 cái. Wow, nhiều vậy. 6 cái luôn. Nhiều thực sự luôn. Rồi, bên đây. À, vậy là phía trên mình hình như là cái núi băng hồi nãy á. Hèn gì nó có băng nè. Ủa, cái hang này hang cùng gì mình có thể phải thắp đuốc rồi sống trong đây cũng được. Không nhất thiết là phải xây nhà đâu. Tạm thời làm người tới cổ một xíu, sống trong hang thôi các bạn ơi. Khi nào có nhiều đồ hơn thì ra ngoài xây nhà cũng được. Ở đây còn sắt nè. Wow, hy vọng là đủ 24 luôn đi. Mình sẽ làm một cái bộ giáp sắt. Trong đây con nào nó cũng mạnh hết trơn á, không có giáp sắt thì nó hơi mệt á. Rồi, để coi nào. Chính sắt rồi. Và bên đây hy vọng gặp thêm sắt nha. Bên đây coi. Ui, bên đây hang cùng rồi. Tiếc ghê. Mà không sao đâu. Rồi, đi lên trên và cho than thêm thôi. Và mình có bột xương á, chắc một xíu mình sẽ trồng trọt cũng được. Tại vì mình có thể nuôi được cừu nè. Nuôi cừu thì mình sẽ farm len dễ dàng hơn. Len trong đây thấy vậy chứ chế tạo được nhiều thứ lắm luôn. Và trong đây chắc sẵn tiện mình làm một cái đường hầm mai luôn, để mình có thể đi tìm kim cương á. Hiện tại thì nó mới tầng thứ 51 thôi, còn khá là cao. Mình phải đi xuống sâu một xíu thì mới có thể tìm được kim cương á. Và giờ mình đói bụng rồi, lên trên kiếm bánh mì hay cái gì bỏ bụng mới được. Cho than vào, cho sắt vào nè. Wow, vậy là mình làm được một cây hammer rồi. Đây, mình sẽ làm một cây hammer bằng sắt luôn đi, đào mai cho nó nhanh. Đó, hammer bằng sắt nè. Cái này thì mình sẽ làm... Mình lấy thêm một cục sắt nữa, mình làm cái xô á. Đây, lấy sắt nè. Làm một cái xô đi. Cái xô, rồi. Và mình sẽ tìm thức ăn coi. Ở đây thì mình có bánh mì nè, thịt zombie. Tạm thời chắc mình sẽ ăn hai thứ này. Chứ hết gì ăn được rồi. Rồi, ăn vô một cái nè. Mình sẽ tìm một chỗ nước trước, để mình làm nước dinh củ gần đây luôn. Chứ muốn tìm nước mà phải đi xa thì mệt lắm. Đây, tìm nước nào. Đây có nước không ta? Đây có nước không? Ở đây, có nước nè. Đó, có nước luôn. Vậy là mình trồng cây ở đây cũng được. Có bí ngô nữa. Wow, tính ra chỗ này thiên thời địa lợi luôn. Rồi, làm một cái chỗ trồng lúa nhỏ nhỏ ở đây nè. Mình sẽ trồng ở đây trước. Đây,
Ui, lấy cái đuốc này ra. Đó, cốt ra. Mình sẽ trồng cái trái dưa hấu á. Thấy vậy chứ trái dưa hấu cũng cho được nhiều thức ăn lắm luôn. Đây, trồng dưa hấu xuống nè. Trồng như vậy đi. Đó, còn ngay vị trí này thì cho vào một cái hạt củ dền. Bên đây là hạt củ dền. Bí ngô thì mình không có xây dựng nhiều ấy, thành ra chắc cũng không trồng bí ngô đâu, trồng mía thôi, trồng mía để mình làm giấy ấy. Đây, trồng mía lớn vô, trồng mía và ở đây nữa. Rồi giờ thì đợi cho nó lớn thôi. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ lại đằng kia để lấy nốt cái quả trứng rồng luôn nha. Hy vọng bên kia sẽ cho mình một quyển sách sửa chữa. Có sửa chữa thì mình sẽ ưu tiên ép vào cây hammer á, tại vì hammer sẽ giúp mình đào khoáng sản và mình sẽ sửa nó lại để mình có thể tìm được nhiều khoáng sản hơn á, nhất là kim cương. Mình phải có bộ giáp kim cương càng sớm thì mới không sợ mấy con quái trong đây nó quánh này. Đó, một cái trứng rồng rừng nữa. Cái này chỉ có bánh mì với mấy công chỉ thôi. Kệ, lấy hết. Có làng kìa. Mình tìm thấy làng rồi. Ồ, cho sách mà cho sách lời nguyền nữa. Tưởng đâu cho sách gì, cho sách lời nguyền. Rồi, vào qua đây. Làng thì sẽ có đồ ăn á, ở đây có lúa quá trời nè. Mình sẽ lại xin dân làng một ít lúa, một khoai tây nữa. Wow, có nhà bác thợ rèn luôn. Xịn nha. Đây, ở đây có cà rốt nè. Lúa mì nè. Lấy lúa mì trồng lại, trồng lại. Rồi, bên đây là gì đây? À, có khoai tây nè. Vậy thứ đúng thứ mình cần luôn. Khoai tây, cà rốt, cà rốt. Rồi, mấy anh dân làng này chắc không có đổi đồ gì tốt đâu, nó toàn là chủ yếu là đổi ra emerald thôi á. Anh này thì là cũng là đổi emerald luôn. Ôi trời, gần tối kìa, tham quan làng lẹ rồi còn về ngủ nữa. Ồ, một cái yên cưỡi nữa. Và có đồ sắt nè. Vô tình lượm được một cây cúp sắt luôn. Vào, lấy hết về, lấy hết về. Lẹ lẹ chạy, còn chạy về ngủ nữa. Rồi, lấy hết rồi chạy về ngủ nha. Cái này từ từ quay lại sau. Anh này anh tự rèn đúng không? Đúng luôn, hiệu suất 1 á. Rồi rồi rồi, giờ mình sẽ quay về nhà ngủ. Rồi sáng thức dậy chúng ta sẽ bắt đầu chăn nuôi nha. Bây giờ mình sẽ làm một cái chuồng cừu nhỏ nhỏ ở đây nhé, để mình có thể farm được lông cừu dễ dàng hơn. Ngoài ra mình sẽ chừa một ít cái hàng rào để một xíu mình còn làm khu vực ấp trứng rồng nữa. Rồi mình sẽ làm cái này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Còn bé nào nữa? Đằng kia còn nữa kìa, đằng đây còn nữa nè. Khu mình nhiều cừu cực kỳ luôn. Vậy là mình có thể nâng cấp backpack sớm rồi. À mà quên, backpack thì cần da bò nữa. Mà ở đây thì không có bò, toàn là cừu cơ mà. Cừu hơi bị nhiều, cừu gà nhiều lắm luôn á, nhưng mà không 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 có bò. Rồi đấy, sao chạy, sao chạy lúa nè. Được rồi nè, thiệt tình. Rồi vô đây cho bé này ăn, cho bé này ăn. Đóng lại và mình sẽ cắm một cây đuốc ở bên trong nha, để ban đêm nó đừng có xuất hiện quái. Để tự nhiên giữa chuồng cừu mà có nguyên con Reaper thì vô lấy lâm cừu nó nổ một cái chết đấy. Rồi. Cái này nấu xong chưa ta? Nấu xong hết trơn rồi nè. Bây giờ mình sẽ dọn dẹp đồ một cái nha, rồi chúng ta sẽ bắt đầu công việc ấp trứng rồng trong ngày hôm nay nha. Ở đây thì mình có hai quả trứng rồng rừng luôn, cho nên chắc mình sẽ ấp trứng rồng rừng trước nha. Và mình sẽ chế tạo một cây kéo để cắt lá để chúng ta có thể ấp cái quả trứng rồng này. Mình cần hai thôi. Mình sẽ làm một cây kéo như thế này, sau đó cắt lá của cái cây hồi nãy luôn nhé. Cây nãy giờ nó chưa có rụng lá nữa nè. Rồi, và mình sẽ ấp cái quả trứng rồng này cạnh cái chỗ mình ở luôn. Mình sẽ ở chỗ này tạm thời một thời gian á, thành ra mình cũng có thể ấp trứng rồng ngay tại vị trí này. Đó, mình sẽ đào ra khu vực là 3x3 á, rồi sau đó mình sẽ đặt cái quả trứng rồng vào ô chính giữa nha. Rồi đặt vào như thế này. Mình sẽ lấy hàng rào để rào lại, tránh trường hợp nó bị tấn công ấy. Đây sẽ rào lại 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, và ở bên đây. Rồi mình sẽ lấy cái quả trứng rồng và đặt vào giữa như thế này. Búp. Rồi bây giờ thì đợi cho rồng ấy nở ra thôi. Mình sẽ cắm thêm đuốc nha. Mà không biết cắm thêm đuốc nó có ảnh hưởng không ta. Thôi mình cắm một cây xa xa một xíu, lỡ sợ mình cắm đuốc trên đây nó sẽ bị ảnh hưởng ấy. Và ở đây thì nó bị hở nè. Chắc mình phải chặt thêm một ít cái gỗ băng sam rồi, chứ vậy thì nó bị hở ra thì sợ nó lớn lên ấy, nó chui ra ngoài lúc mà mình không để ý là toang. Công tình ấp ra xong chui mất tiêu là khổ mình nữa. Vậy là an toàn, khỏi sợ bé rồng nở ra chạy lung tung. Cái này chắc cũng mất khoảng 2-3 đêm á để cho bé rồng này lớn lên.
Bây giờ chắc mình sẽ đi mai một xíu nha, để mình có thể tìm thêm khoáng sản ấy. Và mình sẽ làm một cái đường đào ngay đâu ta? Ok, tầm này đi. Tầm này mình sẽ đào thẳng xuống phía dưới luôn, đào theo hình cầu thang ấy. Giờ mình có cái hammer nè, đào rất là dễ. Đó, cứ như vậy mà đào thôi. Mà như vậy thì mình đi có bị đụng đầu không ta? Vậy thì không được, không được. Vậy là mình phải đào theo cách thông thường bằng một cái cây cúp rồi. Nếu mà đào thẳng xuống dưới thì mình phải có cái thang leo để bắt lên á. Sao ta? Nên đào kiểu nào ta? Thôi, đào kiểu cầu thang đi, để mình có thể đi lên đi xuống cho nó dễ dàng nhá. Rồi, hiện tại là tầng thứ 47 rồi, còn khá là xa á. Bây giờ mình sẽ đào thẳng xuống tầng thứ 11 nhá. Hẹn gặp lại các bạn khi mình đào xuống tới tầng 11 nhá. Ok các bạn ơi, mình đã tìm thấy một cái hang rồi nè. Đang đào thì rớt xuống cái bẹp luôn. Giờ mình sẽ làm một cái đường đi để một hồi mình còn đi lên trở lại nữa. Cái này thì đập ra. Đó, có đường rồi nè. Rồi, giờ mình sẽ làm một cái cầu thang luôn. Đặt lại như vậy. Đó, chút có đường để đi lên. Ở đây có redstone nè. Chắc mình sẽ lấy thêm redstone luôn. Bên đây có fairy dust. Và ở đây tầng thứ mấy rồi? Đây tầng thứ 26 thôi. Có vàng rồi nè. Có vàng là tốt rồi. Ui ui. Chui hết rớt dưới. Mới gặp vàng mà đã bị rớt rồi. Rồi, giờ thì xuống đây nè, cẩn thận để không thôi rớt nhiều nãy nữa. May mà ở dưới không có lava á. Có lava chắc mất tiêu luôn rồi. Rồi, giờ thì sẽ đây có lava nè. Có vàng, có sắt nữa. Được á. Rồi, lấy hết về. Dùng hammer đào cho nó nhanh. Đó, hammer mình đào nhiều ô cùng một lúc được ấy. Và trên đây có vàng hả? Đào luôn. Đào vàng nè. Rồi. Và bên kia vẫn còn lava nữa hả? Ô, một cái hồ lava. Được á, gặp mấy cái hồ lava này mình hơi bị thích luôn. Tại vì hồ lava thì mình dễ tìm kim cương hơn ấy các bạn. Đó, lấy sắt về. Bên kia coi còn gì không? Có vẻ hết rồi. Đổ nước ra, gặp cái hồ lava này không có nước là chịu luôn. Bên kia, bên kia còn đường kìa. Rồi, cắm đuốc lên một cái nè. Mình sẽ làm một ít que. Sau đó chế tạo thêm đuốc. Giờ mình hết trơn đuốc rồi. Được mười mấy cây, một xíu gặp than đào sao. Rồi, đổ nước ra tiếp. Bên kia tiếp tục là redstone. Ở đây nhiều redstone vậy ta. Ở đây có than nè. Vậy, đào than, có hammer. Có hammer đào than thích cực luôn á. Trên còn nữa kìa. Đó, đào hết mang về. Rồi, đào ra. Đào ra một cái. Và đào ở đây nữa. Ô, có luli rồi nè. Vậy, có luli là mình có thể enchant rồi đó. Để sắp tới mình có kim cương á, là mình làm một cái bàn enchant VIP như hôm bữa nữa nha. Để mình enchant dễ dàng hơn. Rồi. Còn than thôi à. Ơ, tính ra hết rồi. Ồ, hết trơn rồi. Đây là... Ồ, cái này là trên có lava nè. Đó, thấy không? Suýt nữa thì bị lava đổ lên đầu rồi. Rồi, tranh thủ ở đây có than thì đào thêm một ít nữa. Mang về còn nung nấu nữa. Đào ra một cái. Đào thêm một lần nữa. Rồi, được nhiều than lắm luôn rồi đó. Ở đây còn nè, lấy về luôn. Ở phía bên đây vẫn còn một cái hồ lava nữa nè. Để mình qua đây thử nha. Biết đâu bên đây lại có kim cương cho mình mang về á. Đây là tầng thứ 13 rồi. Cố lên, lấy sắt về cái đã. Sắt lúc đầu là không thể hễ nào bỏ được các bạn ơi. Cắm đuốc lên. Mình có nên đào thấp xuống không ta? Ok, đi về phía trước một xíu nữa đi. Rồi mình sẽ đào thấp từ từ xuống nha. Đây, ở đây đào như vậy nè. Đập này ra. Đập cái này ra một cái. Nó mình nghe tiếng lava rồi. Vậy là nó gần lắm rồi đó. Đào ra nè, đào ra. Tới chưa? Để mình xem cái nào. Một xíu nữa thôi. Phía bên phải mình thì nó có một cái chỗ có nước. Bên đây có nước nè. Xuống lấy một cái. Rồi. Ui. Suýt nữa thì kim cương. Ui, bình tĩnh. Có kim cương nhưng mà cũng phải bình tĩnh. Suýt nữa mình nhảy xuống rồi. Rồi. Giờ mình sẽ thắp đuốc lên một cái nè. Có kim cương, có emerald luôn. Wow. Rồi, giờ mặc dù không có gia tài nhưng mà mình vẫn sẽ đào ra nha. Đào ra một cái nè. 3 viên. Vậy, 3 viên kim cương luôn. Rồi, trên đây nó có cái quặng emerald nè. Đào ra thử coi được bao nhiêu viên nha. Cúp sắt mình chưa đào được cái quặng emerald đó.
vậy là cúp sắt mình chưa có đào được cái quặng emerald đó các bạn ơi. Ồ, tiếc nha. Mà kệ, có kim cương là vui rồi, tại vì kim cương mình có 3 viên á là mình có thể đào được hắc diêm thạch rồi. Rồi từ 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 từ. Còn bây giờ thì mình sẽ khám phá nốt cái hang này trước. Mình sẽ làm thêm đuốc nè. Đó, được một stack máy luôn. Tha hồ mà cắm. À, con sắt nè. Một xíu lên chắc mình sẽ làm full một set đồ sắt luôn á cho nó khỏe một xíu, chứ không có đồ sắt thì nó yếu lắm. Bên đây còn chủ yếu là Feridus thôi. Bên đây cũng vậy. Bên đây còn than thôi. Có chỗ nào dẫn xuống sâu hơn không? Đào ra. Ồ, nhiều sắt ghê. Một chỗ mà quá trời sắt luôn á. Rồi kiểm tra lại cái nào. Bên đây xa mới có cái hồ lava nữa. Bị lại đây hết hồ lava rồi. Tiếc nhờ. Thôi kệ, một chỗ mà có được 3 viên kim cương là vui lắm. Phía trên là một cái hang hả? Một cái hang. Thôi, bây giờ mình sẽ tìm một chỗ có lava khác nhé. Rồi chúng ta tìm thêm kim cương, chứ bây giờ 3 viên chắc cũng chưa đủ vào đâu. Trên đây còn đường á, để mình lên đây khám phá nốt luôn đi. Biết đâu trên đây lại có một cái chỗ có vàng thì sao. Vàng cũng rất là cần thiết trong đây đoạn đầu ấy. Sắt nè. Sắt lấy sắt luôn. Đào sắt ra một cái. Cắm đuốc lên. Và ở bên đây. Feridus nó nhiều vậy ta. Feridus chỉ làm cánh thôi mà đâu cần phải nhiều vậy đâu. Phải kim cương mà nhiều vậy thì thích biết bao nhờ. Rồi đi xuống dưới nè. Trên đây có redstone mà nó không cần. Qua đây kiểm tra lại coi, hình như phía trước mình còn hồ lava á. Rồi đi coi, nhảy qua. Cắm đuốc lên một cái nè. Đó, tới hồ lava rồi. Giờ mình sẽ đổ nước ra một cái nè. Đổ nước ra. Kiểm tra liền luôn. Nó dẫn tới một cái hang bên đây. Wow. Và cái hang này cắm đuốc lên cái. Cái này là hang cùng rồi. Đâu xa xa bên đây có cái gì nè. Để mình đi thử về phía trước xem như thế nào nhá bạn. Ở trên bản đồ á, mình thấy nó có một cái gì ở bên đây nè. Hình như là cái hang hay sao á. Cái hang ở đây là tầng thứ 11 rồi. Biết đâu hang trước mặt mình lại có kim cương ấy. Cứ tin là trước mặt có kim cương mà đào thôi. Rồi xem map là một cái nè. Đúng rồi, nó có một cái hồ lava nè. Vậy có cơ hội rồi. Giờ sẽ có vàng nữa. Khá là nhiều vàng luôn. Rồi đào tiếp. Cắm đuốc lên. Sao mình đào được, hồi nãy mình thắc mắc á, là mình đào được cái kim cương mà sao mình không đào được emerald ta. Kỳ nha, hồi nãy cái quặng emerald bự kia mình đào không được. Mình cần đào thẳng về phía trước một xíu, rồi sau đó mình sẽ đào xéo qua bên phải nha. Rồi đào. Kim cương ơi, biết đâu trên đường đào mình lại gặp kim cương thì sao. Nói chung kim cương nó spawn có hiểu lắm. Mấy chỗ mà mình nghĩ không có thì nó lại có ấy các bạn. Ở đây còn sắt nè, lấy về. Đào sắt, nhiều vậy. Hơi bị nhiều sắt luôn. Rồi sau đó mình sẽ đào về hướng bên đây một xíu nè. Redstone. Gặp nữa rồi. Nhưng mà giờ mình thử dùng hammer nha. Cúp sắt là đào không được rồi, để thử dùng hammer coi. Hammer chắc đào không được luôn, tại mình thấy nó chậm quá trời ấy. Vậy có kim cương rồi. Thêm kim cương nữa nè. 7 viên. Nhiều ghê luôn á. Đào nó giờ được 7 viên rồi. Cái này mà có gia tài nữa đào hết sảy luôn. Rồi được á. Mình ăn vô một cái nào, nãy giờ lo đào kim cương mà đói bụng luôn rồi nè. Thắp đuốc lên, ăn tiếp. Đó, có thịt cừu ăn tạm, còn có 3 miếng thôi á. Có gần tới cái hang rồi. Một xíu nữa là mình tới cái hang rồi đó. Rồi cố lên. Mình sẽ đào thêm một tí nữa. Và mình sẽ vứt bớt gì ta. Vứt bớt mấy cái đá lửa. Không, đá lửa mình sẽ để dành, vứt bớt Feridus đi. Feridus thì mình chỉ làm được cánh thôi ấy. Mà cánh thì mình chỉ cần một cái là đào đủ rồi. Mà mình đào chi nhiều hả? Đào thẳng về phía trước nè. Giờ nãy mình quên chế tạo cái backpack nha. Có backpack chứa được nhiều đồ hơn á. Một xíu lên chế tạo luôn cũng được. Rồi giờ thì khám phá nốt cái hang này là đi lên chế tạo là vừa rồi đó. Ở đây coi còn kim cương không. Có Luli. Luli chắc không cần nhiều đâu. Qua đây coi, chú ý là mình cần kim nhiệt. Lại kim cương nữa nè. Wow, hơi bị nhiều luôn á. Nhưng mà cái này để an toàn chắc sẽ đổ nước ra nha, để đào cho nó an toàn các bạn ơi. Một viên nè, 2 viên, 3 viên, 4 viên, 5 viên. Và
Cố lên, cố lên, cố lên. 6 viên, vậy vậy là mình được 13 viên rồi. Wow, hơi bị nhiều đó. Rồi, đi qua bên đây để khám phá nốt cái hang nha. Vậy là trong thời gian với hai tập mình sẽ qua ngôi làng á để tìm xung quanh đó coi coi có bò không nha. Và mình sẽ đợi thêm cái quả trứng rồng này nè cho rồng rừng của mình nở ra để mình có bé rồng đầu tiên và cưỡi đi khám phá xung quanh đây nữa. Và cảm ơn tất cả bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả bạn ở những tập tiếp theo trong series Minecraft kỵ sĩ rồng nha. Và đừng quên comment con rồng nào tiếp theo mà các bạn muốn mình up nha. Còn bây giờ thì bye bye.